Xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em yêu dấu ở trong Chúa. Một lần nữa rất là vui mừng được đến với quý ông bà anh chị em qua màn ảnh nhỏ bé này. Người thì xa cách nhưng mà lòng thì vẫn nhung nhớ quý ông bà anh chị em, từng người một trong hội thánh. Và tôi tin chắc rằng trong một ngày gần đây chúng ta sẽ được tai bắt mặt mừng tại hội thánh của chúng ta để cùng nhau chúng ta thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Amen. Hallelujah, một ngày rất là gần quý ông bà anh chị em. Buổi chiều hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em sẽ học hỏi lời Chúa về một đề tài mà tôi đã chia sẻ cho quý ông bà anh chị em hồi tuần cách đây vài tuần, và tôi muốn tiếp tục cái sự học hỏi đó để cho cuộc sống của chúng ta được lớn lên ở trong Chúa. Điều mà tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có nhớ tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị em điều gì hay không? Mục đích chúng ta được sanh ra trong thế gian này là thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, không phải chúng ta được sinh ra để đi làm thật nhiều tiền và chết. Không phải vậy quý ông bà anh chị em. Có lẽ có nhiều người trong chúng ta làm lụng vất vả qua những năm, những tháng dài đằng đẵng. Và có những người họ làm việc suốt cả đời họ và họ không có thì giờ cho gia đình, họ không có thì giờ cho bạn bè, họ không có thì giờ cho ai cả. Tối ngày chỉ đi làm và cuối cùng có một ngày họ nhắm mắt lìa đời, để lại tất cả những tài sản của mình cho những người họ không chưa từng biết. Có những người như vậy trên thế gian này. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những gì chúng ta làm, kể cả chức tước, danh vọng và nhất là của cải, chúng ta không đem được lên thiên đàng. Chỉ có một điều chúng ta nên biết và nhớ rằng linh hồn của chúng ta chỉ có linh hồn, hay là nói tiếng Anh là soul, chỉ có linh hồn chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Thưa quý ông bà anh chị em, thể xác này sẽ ở lại và thể xác này sẽ trở thành bụi đất. Cho nên mục tiêu của Đức Chúa Trời để cho chúng ta sống trong mặt đất này là tôi đã chia sẻ cho quý ông bà anh chị em hồi lần trước, đó là biết Chúa, biết Đức Chúa Trời, biết đấng sáng tạo và yêu Chúa của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em tiếp tục, đó là ở trong điều thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em, đó là chúng ta phải biết hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa và hầu việc người ta, phải không quý ông bà anh chị em? Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 10, nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh thì chúng ta sẽ xem ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu đoạn 4 câu 10. Tôi xin đọc cho quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Đoạn 4 câu 10: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ở trong tiếng Anh thì dịch rất là rõ ràng. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, và càng thêm sức để giúp đỡ những người khác nữa quý ông bà anh chị em. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Không những chúng ta biết Chúa, biết đấng tạo dựng nên chúng ta, không những chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng hãy, khi chúng ta đã biết Chúa rồi, thì chúng ta hãy hầu việc Chúa và hầu việc những người khác. Chúa đã ban cho chúng ta những tài năng, tiếng Anh gọi là talent đó quý ông bà anh chị em. Chúng ta hãy dùng nó để làm lợi ra. Hãy làm nó như là một dụng cụ có ích cho Đức Chúa Trời. Đừng để phí phạm cái tài năng của chúng ta. Hãy giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho gia đình, bạn bè. Ở trong câu kinh thánh này, Phi-e-rơ nói rằng hãy lấy ơn. Ơn là những điều mà Chúa ban cho quý vị, cho tôi,
cho quý vị. Hãy dùng những ơn đó mà giúp đỡ lẫn nhau. Amen. Hallelujah. Và chúng ta cứ tiếp tục làm những điều tốt lành cho những người xung quanh quý ông bà anh chị em. Có biết bao nhiêu người họ không có được những diễm phúc như chúng ta. Có nhiều người họ mong muốn được ở trong địa vị của tôi và quý ông bà anh chị em, nhưng mà họ chưa có bao giờ nhận được điều đó. Tôi xem những tin tức, những nhất là tại xứ Việt Nam, rất là nhiều người nghèo khổ. Không những tại xứ Việt Nam, nhưng mà tất cả những xứ ở trên thế gian này có nhiều hạng người, và hạng người nghèo thì rất là nhiều, rất là đông quý ông bà anh chị em. Chúng ta có được có một diễm phúc ở bên nước Hoa Kỳ này. Chưa có một ngày chúng ta đói. Chỉ khi chúng ta đói, khi chúng ta không có muốn ăn, bởi vì chúng ta muốn giảm cân. Nhưng mà chưa có một ngày nào mà tôi và quý ông bà anh chị em bị đói cả, quý ông bà anh chị em. Chính mình tôi chưa bao giờ bị đói ở bên cái nước Mỹ này. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ đến những ơn huệ mà Chúa đã ban cho tôi và quý ông bà anh chị em trong những năm tháng qua. Trong suốt cuộc đời chúng ta sống trên thế gian này, những ơn phước của Chúa, từ khi chúng ta nhận lấy cái ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ vào trong tấm lòng chúng ta, cho đến ngày hôm nay, Chúa, bàn tay của Chúa vẫn hằng ở với quý ông bà anh chị em và tôi. Chúng ta rất là may mắn, bởi vì Chúa đã tạo dựng nên tôi và quý ông bà anh chị em, và cho chúng ta có một cơ hội để biết đến Đức Chúa Trời, biết đến Đấng Thượng Đế. Và ơn lớn của Ngài thật là vô bờ bến, không có gì bằng hết quý ông bà anh chị em. Tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em điều đó. Ở trong sách Thi Thiên, đoạn 116, câu 12 có nói như thế nào? Nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh, xin quý ông bà anh chị em dở Kinh Thánh, chúng ta sẽ xem ở trong sách Thi Thiên 116, câu 12, thì chúng ta sẽ thấy ông vua David nói như thế nào? Ông vua David nói như thế nào ở trong Thi Thiên 116, câu 12? 116, câu 12, tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Thưa quý ông bà anh chị em, vua David là một vua kính sợ Đức Chúa Trời. Ông là một người giống như chúng ta, ông là một người yếu đuối, đôi khi ông là một người yếu đuối tầm thường như tôi và quý ông bà anh chị em, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn ở với ông trong những cơn gian truân. Ở trong Thi Thiên đoạn 23, ông đã nói lên điều đó. Và ở trong trong Thi Thiên 116 câu 12, tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho ai? Cho tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, làm cho chính vua David. Và nếu mà Chúa đã làm cho David như thế nào thì Ngài sẽ làm điều đó cho tôi và quý ông bà anh chị em. Tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Amen. Trong tiếng Anh thì họ dùng chữ rất là hay quý ông bà anh chị em. Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi, tiếng Việt là làm cho tôi, tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nhưng mà trong tiếng Anh thì họ dùng chữ rằng Pour là đổ xuống. Thưa quý ông bà anh chị em, thật là một có ý nghĩa. Không phải Ngài chỉ ban phước nhỏ nhỏ, giọt giọt, lâu lâu cho một lần, hai lần, không quý ông bà anh chị em. Ngài đổ giống như là Ngài lấy một cái thao nước và Ngài đổ ơn phước đó trên cuộc đời của chúng ta. Không phải chúng ta chỉ ước một chỗ không, chúng ta ước hết thân thể của chúng ta, quý ông bà anh chị em. Ơn phước đó tràn đầy trên mỗi tấm lòng của quý ông bà anh chị em, trong mỗi cuộc sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta nghĩ lại, cách đây 45 năm khi chúng ta đang ở bên Việt Nam, chúng ta có tưởng tượng rằng một ngày chúng ta sẽ được ở bên cái xứ Hoa Kỳ này? Ai cũng mong muốn được đến xứ này hết, nhưng mà rất là khó khăn quý ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta đã được đến đây và đã được nhận làm công dân Mỹ, và chúng ta được Chúa ban phước cho chúng ta thật là dồi dào. Ngài đã đổ tràn đầy ơn phước của Ngài trên mỗi cuộc sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài sẵn sàng đổ tràn đầy ơn phước của Ngài cho chúng ta. Amen. Hallelujah. Thưa quý ông bà anh chị em, sau khi chúng ta nhận được
những ơn phước của Chúa, chúng ta sẽ làm gì để báo đáp lại với những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta, như là vua David đã nói. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới bại hoại, một thế giới ích kỷ, một thế giới gian ác. Họ đặt cái tôi lên hàng đầu. Họ giống như một đứa bé 5 tuổi, không biết phải nghe, không biết phải hay trái là gì cả. Đứa bé 5 tuổi thì không có nghe lời, và cái gì cũng muốn ngay bây giờ hết. Tới một ngày, đứa bé sẽ lớn lên và nó sẽ nhận ra rằng nó phải thay đổi. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta cũng vậy. Trong đời sống thuộc linh của chúng ta phải được lớn lên ở trong Chúa. Chúng ta phải nhận thức được rằng chúng ta phải cảm nhận được những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho cuộc sống của chúng ta, và mục đích của Ngài cho chúng ta là hãy giúp đỡ cho những người không được may mắn, quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta muốn giúp những người khác, chúng ta phải có những ơn huệ của Chúa. Chúng ta phải biết Chúa của chúng ta. Chúng ta phải nhận được ơn phước của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của chúng ta. Và sau đó chúng ta mới trang chứa cho những người khác. Chúng ta hãy giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Như chúng ta cũng nói, giống như ông vua David đã nói trong Thi Thiên, đoạn 116 câu 12. Tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giê-hô-va về những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ làm gì để báo đáp lại cái sự ban phước dồi dào ở trên cuộc sống của chúng ta? Ở trong Kinh Thánh, sách Tin Lành Luca, đoạn 10 từ câu 25 đến 37, có nói về một câu chuyện. Câu chuyện của người Samari nhân lành. Có lẽ quý ông bà anh chị em ít nhất một lần cũng đã nghe về câu chuyện này. Câu chuyện này nói đến một con người nhân đức, sẵn sàng giúp đỡ những người lạ khi thấy họ gặp những sự hoạn nạn. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta dở xem ở trong sách Luca đoạn 10 câu 25 đến 37 quý ông bà anh chị em. Luca đoạn 10 từ câu 25 đến 37. Tôi sẽ đọc cho quý ông bà anh chị em. Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu Christ rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Xong, thầy ấy muốn xưng mình là người công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu Christ rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người nằm đó nửa sống nửa chết. Vả, người gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong, có một người Samari đi đường đến gần người đó, thấy thì động lòng thương xót, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương rồi rịt lại. Đoạn cho cởi con vật mình đem theo đến nhà quán mà chăm sóc cho. Đến bữa sau, lấy 2 denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về tôi sẽ trả.
trong ba người đó. Ngươi tưởng ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu Christ phán rằng, hãy đi làm theo như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, qua câu chuyện này, Đức Chúa Giêsu Christ dạy cho chúng ta, dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em, là một tình thương không phân biệt giai cấp, không phân biệt có cùng một ý tưởng hay không. Kinh Thánh cho chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là yêu thương. Nếu chúng ta không có sự yêu thương thì chúng ta không có Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không có sự yêu thương thì Đức Chúa Trời không ở cùng chúng ta. Kinh Thánh cũng nói rằng ai chẳng yêu thì không có Đức Chúa Trời. Một điều quan trọng hơn nữa, đó là nếu chúng ta làm được một điều nhân nghĩa cho bất cứ ai cần được sự giúp đỡ, thì đó là chúng ta đã làm cho chính Chúa của chúng ta. Điều đó được viết ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40. Chúng ta sẽ cùng đọc chung Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 40. Kinh Thánh nói như thế nào? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã làm gì cho Chúa của chúng ta? Mục đích của chúng ta sống trên thế gian này để biết Chúa, để yêu Chúa. Và thưa quý ông bà, anh chị em, không những biết Chúa, yêu Chúa, nhưng chúng ta phải hầu việc Chúa. Không những hầu việc Chúa, Chúa dạy cho chúng ta phải hầu việc những người xung quanh chúng ta, ở trong gia đình chúng ta, ở trong dòng họ chúng ta, ở trong bà con chúng ta. Thưa quý mạng cho em, chúng ta hầu việc những người mà chúng ta không biết. Chúng ta hầu việc những người mà chúng ta không ưa, không thích. Và ngược lại, chúng ta hầu việc những người họ cũng chẳng thích chúng ta, và cùng họ cũng không ưa chúng ta. Nhưng mà trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa học qua, đó là Chúa dạy cho chúng ta hãy yêu thương người lân cận như chính chúng ta. Chúa tạo dựng chúng ta theo bản hình ảnh của Ngài. Khi chúng ta nhìn vào trong gương, chúng ta sẽ thấy Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Chúa nói rằng Chúa dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Thì khi chúng ta nhìn vào trong cái gương, chúng ta sẽ thấy Chúa ở trong cái gương đó. Bởi vì chúng ta giống như ảnh tượng của Chúa. Amen. Ngài yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài hy sinh con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian này. Ngài muốn cho tôi và quý ông bà anh chị em có một cuộc sống đời đời. Không phải chúng ta sanh ra trên thế gian này để đi làm, sống, hưởng thụ và chết đi. Đó là hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Ngài cho chúng ta hơn cái đó nữa quý ông bà anh chị em. Ngài cho chúng ta cuộc sống đời đời. Chúng ta hãy nhận cái cực sự sống đời đời đó. Nếu mà có ai nói với tôi rằng họ có một cuộc sống bé tốt hơn cái cuộc sống mà tôi có ngày hôm nay, dĩ nhiên tôi muốn cái cuộc sống đó. Kinh Thánh đã cho hứa cho chúng ta có một cuộc sống vĩnh cửu. Thì thưa quý ông bà anh chị em, dạy gì mà chúng ta không đổi lấy cái cuộc sống vĩnh cửu này? Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay là một cuộc sống tạm bợ. Chúng ta sống trên thế gian này, nay còn mai mất.
Nhưng mà sự sống Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em sẽ còn mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi. Chúng ta là ảnh tượng của Chúa. Ngài yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài phó con đọc sanh của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài xuống dưới thế gian này gánh lấy tội lỗi cho tôi và quý ông bà anh chị em và cho nhân loại. Chúng ta hãy nhận Ngài vào lòng. Hãy để Ngài vào lòng bởi vì Ngài yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em. Không những yêu thương tôi và quý ông bà anh chị em, nhưng mà Ngài muốn chúng ta hầu việc Chúa và hầu việc những người khác. Đó là lý do, một trong những nhiều lý do mà chúng ta được sanh ra trên thế gian này, để hầu việc và thờ phượng. Tôi có một người anh rể, một ngày anh đến với tôi và anh nói rằng là nếu một người sống trên thế gian này làm ra được tiền rất là nhiều mà không giúp đỡ những anh em, những người thiếu thốn, thì cuộc sống này không có ý nghĩa gì hết quý ông bà anh chị em. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn chúng ta dùng những gì mà chúng ta có để giúp đỡ, để trang chứa cho những người khác, để cho họ biết, không những cho họ biết về Đức Chúa Jesus Christ, để cho linh hồn họ được cứu, nhưng mà chúng ta cũng phải có hành động đi theo để giúp đỡ những anh em đó. Thưa quý bạn chị em, chúng ta muốn hưởng được sự sống đời đời, phải không quý bạn chị em? Thì ngày hôm nay chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa, hầu việc Chúa và hầu việc người khác quý ông bà anh chị em. Amen. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Thời gian qua thật là nhanh. Chúng ta sẽ cầu nguyện trong giờ này. Lạy Chúa, là đấng yêu thương, là đấng đã hy sinh chính mạng sống của Ngài trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của con và cả nhân loại. Chúa ơi, Ngài tạo dựng chúng con có một mục đích. Chúng con không muốn làm mất đi một cơ hội đó trong cuộc sống của chúng con để hầu việc Ngài. Xin Ngài ngự vào lòng của chúng con và cho chúng con nghe tiếng phán dạy của Ngài. Chúng con muốn đi theo sự hướng dẫn của Ngài, cho con được gần gũi Chúa hơn, để cho con được lớn mạnh ở trong Ngài. Con dâng lên Chúa lời tôn vinh và ngợi khen trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Và sẽ gặp lại quý ông bà anh chị em trong những tuần lễ kế tiếp. Cầu xin Chúa từ ái ban phước cho quý ông bà anh chị em và cả gia đình quý ông bà anh chị em được tràn đầy ơn phước của Chúa. Vì cầu xin Chúa gìn giữ quý ông bà anh chị em được bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Hãy dâng cho Chúa tất cả những gì mà chúng ta có, những gánh nặng, những sự mệt mỏi. Bởi vì trong Kinh Thánh Chúa có nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ, được nghỉ ngơi một cách bình yên. Cảm ơn Chúa. Xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em.